Xin trân trọng mến chào tất cả những quý vị và các bạn, những người hữu duyên. Thưa quý vị và các bạn, trước đây tôi có chia sẻ với quý vị một cái bài về cái tuổi 40. Đó là cái tuổi mà gọi là nó cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, gọi là tuổi trung niên đó mà. Thì đây là cái tuổi mà chúng ta cũng đã thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống. Và chúng ta đã học được cách mỉm cười khi đối mặt với những khó khăn. Và chúng ta đã điềm tĩnh để giải quyết mọi chuyện, không cầu những thứ không thể đạt được, thuận theo những thứ tự nhiên, học được cách làm người và học được cách làm việc sao cho nó thanh thản, không còn chạy theo những thứ hào nhoáng không thực hiện được nữa. Nói tóm lại, đây là cái tuổi mà chúng ta cần phải chững chạc, chín chắn, và chúng ta phải chuẩn bị cho những cái tuổi cuối đời của mình. Thì nói có vẻ bi quan quá đúng không? Nhưng mà thật sự là như vậy đó thưa quý vị. Chúng ta sinh ra thì phải đến lúc già đi. Mà khi già rồi thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Và kết thúc của cái già đó là cái lão. Và hết cái lão rồi thì bệnh tử nó sẽ đến thôi. Cho nên là sinh lão bệnh tử đó là chuyện bình thường của thế gian. Hiểu được cái đạo này thì chúng ta sẽ sống yên ổn và hạnh phúc. Hôm nay thì cũng thuận duyên, cho nên tôi cũng sẽ chia sẻ thêm một số các vấn đề để chúng ta ở cái tuổi trung niên á chuẩn bị đi, để khi chúng ta bước vào những cái tuổi lão niên sắp tới này đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống coi như là thuận lợi và yên ổn về mặt tinh thần, cũng như là chúng ta cũng sẽ không phải khổ sở vất vả như bao nhiêu người khác lận đận đến cuối cuộc đời. Nếu mà sớm hiểu được điều này càng nhiều á thì chúng ta sẽ càng đỡ vất vả thôi. Cũng xin thưa lại với quý vị, những cái điều này tôi chia sẻ đó là dành cho những người ở tuổi trung niên thôi. Còn các bạn trẻ đó nghe chắc chắn sẽ nói rằng nghe thằng cha nói mà thấy ghét, bởi vì nó không phù hợp với quý vị. Bởi vì quý vị là những cái tuổi trẻ đang năng nổ, đang rất là nhiệt tình và sôi nổi, thì những cái bài này thì có lẽ sẽ không dành cho quý vị đâu. Thôi thì trở lại vấn đề nè. Khi ở cái tuổi mà tôi gọi là tứ tuần đó mà, thì nó gọi là bước vào tuổi trung niên. Có nhiều người thì nói cái tuổi này là cái tuổi hồi xuân, cái quậy đó mà, thì sao cũng được. Nhưng mà đối với tôi thì cái tuổi này là chúng ta phải sống thận trọng hơn, và phải cảm thấy là mình nên chuẩn bị nhiều thứ hơn, chứ không phải là cái tuổi mà gọi là cho rằng mình đã thành đạt rồi thì mình được quyền đi quậy phá, rồi đi hồi xuân nhân dân cái thứ, làm những cái chuyện mà để cho con cháu nó chê cười. Thì thưa quý vị, bước vào cái tuổi này thì chúng ta phải hiểu cái cuộc sống và cái sinh mệnh của mình rõ hơn ai hết á. Ngày trôi qua ngày á thì mình sẽ thấy một điều thế này, nó mãi mãi không bao giờ nó quay trở lại đâu. Một ngày của chúng ta rất là có ý nghĩa và rất là quý giá. Và nếu một ngày mà chúng ta không làm được cái gì đó thì chúng ta cảm thấy là mất mát rất là nhiều. Cho nên á thì hãy sống vui vẻ mỗi ngày, để cho mỗi ngày chúng ta đó nó trải qua nó thật sự là có ý nghĩa hơn, và nó thật sự có ích lợi hơn cho bản thân và cho người khác. Thì tôi đã chọn con đường như quý vị biết rồi đó, tôi làm những cái việc mà tôi yêu thích và chia sẻ với cộng đồng. Đó cũng là một cách để mình sống có ý nghĩa cho từng ngày. Và ngày nào cũng vậy chân là tất cả đều mới mẻ. Như quý vị thấy cái kênh chia sẻ tôi và Facebook tôi lúc nào cũng mới hết á. Đó cũng là cái sứ mệnh, cũng là cái niềm vui của mình. Điều thứ hai đó là khi nói về niềm vui thì phải nói tới hạnh phúc. Như người biết, hạnh phúc thì không bao giờ gõ cửa đến tìm ta đâu. Niềm vui cũng thế thôi, không phải tự dưng mà nó đến đâu. Mà hạnh phúc và niềm vui thì chúng ta phải nỗ lực thì mới có thể đạt được. Và chúng ta phải tìm kiếm không ngừng. Và niềm vui, hạnh phúc không thể nói bằng lời được. Nó phải dùng trái tim mình để cảm nhận. Và cảm nhận bằng cái sự chân thật, nó không phải là tiền bạc, nó cũng không phải là những lời khen ngợi hay là cái gì hết á, mà nó là một cái gì đó mà mình cảm thấy một cái trạng thái tinh thần của mình á, nó được yên ổn, nó được an lạc. An lạc á, mình cảm thấy nó như thế này nè, nó không có gì âu lo phiền muộn,
và nó cảm thấy rằng là không có gì lo lắng hết á. Và cái niềm vui thì nó được nhân lên rất nhiều nếu như mình biết cách chia sẻ cho nhiều người. Thì các bạn làm đi rồi các bạn sẽ thấy được cảm nhận niềm vui thôi. Và niềm vui hạnh phúc nó sẽ không có khái niệm của những cái tư tưởng ghen ăn tức ở đố kỵ và ganh ghét đối với người khác, đối với những sự thành công của người khác và đối với những việc người khác làm, mà mình phải ủng hộ, mình phải hòa nhịp vào và mình cảm thấy tự hào về những niềm vui và những thành đạt của người khác, thì niềm vui và hạnh phúc của mình mới có được. Thì hãy hãy làm đi rồi quý vị sẽ thấy, chứ nhiều khi nói nó khó lắm. Như vậy thấy niềm vui đơn giản chỉ là vì thấy cái hình tôi đưa lên đó cho một con chim hải âu nó ăn thôi, đâu có gì đâu, nhưng mình cảm thấy nó vui lắm, nó hòa với thiên nhiên. Và niềm vui hạnh phúc đó thì nó sẽ không có bóng dáng của tiền bạc, thưa quý vị. Nếu mình nói mình không cần tiền đó, thì nó cũng hơi thái quá nha, nó cũng không đúng, nhưng mà cũng đừng quá coi trọng đồng tiền và càng không nên quá chi ly tính toán, mà hãy xem tiền như là vật ngoài thân. Và tôi nói điều này cũng không có nghĩa là chúng ta xài tiền một cách gọi là vung tay quá chán. Thì mình nghĩ rằng tiền nó không quan trọng thôi, giữ nó làm gì, không phải đâu. Ý tôi nói ở đây là đồng tiền mình kiếm được nó khó khăn, nhưng cũng không có nghĩa là mình xài nó quá gọi là chùm sò chi ly tính toán, những cái việc việc cần chi là phải chi, còn những cái việc gì là không nên chi thì cũng càng không nên chi, chứ không phải là mình đem tiền mình quăng mình cho bừa bãi rồi mình phá mình ăn xài những cái chuyện không đâu. Giống như vừa rồi tôi nghe có một cái tin, cũng một người bạn của vợ tôi thôi, thì đi về Việt Nam chơi á, tiêu xài 50-60 ngàn trong vòng một tháng, 50-60 ngàn đô á. Thì mình thấy cái chuyện nó chuyện của người ta, nhưng mà mình nghĩ là thế này, đồng tiền 50-60 ngàn đô mà kiếm bên Mỹ này, mà anh ta bên đây làm công việc rất là vất vả thôi, cũng làm neo chứ không phải là làm cái gì mà ghê gớm, kiếm vất vả lắm. Và sau này anh ta giật mình lại, ta thấy kinh khủng khi mà xài như vậy, giật mình và đầu lo sợ. Thì mình thấy đó, nhiều khi có những cái mà mình vung tay quá chớn rồi mình hối hận không có kịp. Với 50-60 ngàn đô đó, thật sự mà nói, nếu mà biết dùng có thể giúp đỡ được bao nhiêu con người, bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn và cơ nhỡ. Nếu mà tôi có mấy chục ngàn đô đó, tôi không bao giờ tôi xài kiểu đó, mà tôi sẽ đi giúp đỡ người này người kia. Bạn nên biết rằng một người bị gọi là cần mổ, bị ung bú, trong một viện ung bú vậy, thấy một người mà muốn mổ tốn có khoảng 7-10 triệu thôi, có thể giúp người ta mổ được một ca bệnh, người ta có thể thoát được cái căn bệnh rồi, hoặc là gia đình người ta đỡ khổ sở rồi. Trong khi 50-60 ngàn, cả tỷ đồng, trong khi mình xài trong vòng có một tháng nó hết, ăn chơi thì nó thấy nó hơi phung phí. Cái đó là nói vậy thôi chứ mình chẳng phê phán gì ai hết á. Thì rõ ràng mình nói một điều như thế này, tiền là vật ngoài thân, sống thì để vậy, chết cũng không mang theo được, nhưng cũng không có nghĩa là xài cái gì xài nha. Cho nên nếu ai đó cần giúp đỡ thật sự thì mình cũng hết lòng giúp đỡ họ, và đó chính là một niềm vui. Mình nói giúp đỡ đây không phải là mình giúp đỡ cho những cái người là tào lao. Bản thân tôi cũng dùng tiền giúp đỡ nhiều người, nhưng mà tôi không bao giờ giúp đỡ cho những loại người sau đây nè. Có những cái loại người là không biết vươn lên trong cuộc sống, những loại người không bao giờ là tự tin vào bản thân, và những loại người lười lao động. Những người đó đó mà mình giúp cho họ cũng giống như mình đem muối bỏ biển, nó không có giá trị. Mà mình chỉ giúp cho những người nào mà họ có ý chí cầu tiến vươn lên và họ đáng giúp. Chẳng hạn như học bổng đó, quý vị thấy chỉ giúp cho những em học giỏi và thật sự có tài có đức và học xong thì ứng dụng làm việc này việc kia giúp cho đời và cho xã hội thì mới cần cho chứ. Còn những đứa học ngu học dốt mà lại còn lười biếng ăn chơi, giúp đỡ cho nó làm cái gì? Thì cho nên cái khái niệm mà mình dùng tiền bạc để mà bố thí giúp đỡ cũng là một vấn đề rất là quan trọng, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhiều khi mình nói có tiền chứ mà xài tiền cũng là một điều khó hơn là kiếm tiền á.
Cái vấn đề tiếp theo á là về sức khỏe thưa quý vị. Tiền bạc á là nó cho mình quyền lực ha, và quyền lực cũng như vinh quang á thì cũng là nhất thời, là quá khứ thôi. Nên nó tóm lại á thì tiền bạc là địa vị, là danh vọng, là vinh quang, là lời khen ngợi vân vân, nó chỉ là những thứ phù du nhất thời thôi, rồi nó cũng nhanh chóng đi vào quá khứ. Mà cái còn lại nó ở lại với bản thân mình á, chính là sức khỏe của mình. Do vậy cái điều quan trọng nhất ở tuổi này là luôn luôn ta phải giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe là sao? Chịu khó ăn uống một cách gọi là cho nó có điều độ, đừng có ham ăn hút uống quá, ham ăn vọng những cái thứ gọi là bổ béo để rồi mang bệnh vô người. Và đặc biệt tuổi này thì nhiều người thích ăn nhậu. Tôi thật sự nói tôi ăn nhậu từ lưa tè le từ lúc còn trẻ rồi, nhưng mà tới tuổi khoảng cỡ 30 ba mấy là 30 thôi là tôi dừng bớt đi, và giờ bỏ hẳn. Đấy thì bỏ hẳn thấy sức khỏe một tiếng hẳn lên, tại vì khi còn trẻ nó còn lướt được, chứ khi tuổi này là ăn nhậu rồi đổ bệnh ra, nào tiểu đường, nào là máu cao. Có nhiều người bên đây tôi thấy cũng mới bốn mấy thôi, cũng 2, 3 là bây giờ là phải chạy thận, phải tùm lum hết, bị gao, bị tiểu đường, bị tá lả hết trơn, thì cuộc sống phía trước coi như là sẽ vất vả lắm. Một cái điều nữa đó là chúng ta nên ý thức một điều rằng á, mỗi một con người chúng ta đó là một cái nhân bản khác nhau, không ai giống ai hết á. Và mình có hiểu điều thế này không nè, không biết quý vị có hiểu hay không. Thế như tôi trải nghiệm á, tôi thấy điều thế này là tình yêu của cha mẹ mà dành cho con cái á, thực sự đó là vô hạn. Rõ ràng mình thấy cha mẹ mình á, mình lo lắng cho mình á, là thật sự không có gì mà so sánh được, vô bờ bến. Mà mình vậy lo lắng con cái là vô hạn. Nhưng ngược lại á, đó đúng là nước mắt chảy xuôi mà. Còn cái tình yêu mà của con cái mà dành cho bố mẹ đó chỉ là hữu hạn mà thôi. Cái đó cũng khó trách lắm. Bản thân mình cũng vậy thôi, sau này cũng chả trách con cái mình được. Con cái á, mà nó có bệnh á, thì chúng ta coi như là sốt vó là hết lòng chăm sóc. Ngày xưa mình cũng vậy thôi, khi mình bệnh thì cha mẹ mình chạy đôn về đáo lo lắng. Nhưng ngược lại khi mà mình bệnh hoặc là cha mẹ mình bệnh á, thì cùng lắm như bản thân mình đây cũng hỏi thăm qua lo. Có nhiều người hỏi thăm qua lo là đủ, còn có nhiều người lo thì cũng lo mức độ nào đó thôi. Bởi vì sao? Bởi vì không thể giống như là cái chuyện mà như là mình lo lắng cho con mình được. Bởi vì mình còn gia đình, còn con cái, còn cuộc sống, còn nhân dân, mình phải chăm lo. Nước mắt chảy xuôi là như vậy, cũng khó chắc được lắm. Tại vì nó cái thế đó như vậy rồi. Có một điều nữa các bạn có để ý như vậy không? Ngày xưa mình tiêu tiền của bố mẹ đó là đương nhiên, bây giờ con cái mình nó tiêu tiền của mình cũng vậy thôi, nó xài thì đương nhiên thôi. Nhưng ngược lại mà cha mẹ mà xài tiền của mình, hoặc là con cái mà sau này mình xài tiền của nó là không có dễ đâu. Nhà của mình nó có thể là mình để cho nó được đấy, giống như mình thừa thự được nhà của cha mẹ. Nhưng mà nhà của mình á thì không phải là nhà của cha mẹ, và sau này nhà của con cái mình thì chắc chắn không phải là nhà của mình rồi. Đó là điều mà tôi nói là không có giống nhau, và chúng ta phải hiểu cái đạo lý này trước khi bước vào cái tuổi già nè. Hiểu như vậy á thì mình biết rằng á là con cái làm tất cả đó không phải là nghĩa vụ, mà đó là niềm vui. Cho nên mình làm như vậy tất cả là cho con cái. Ví dụ như cha mẹ mình làm cho mình làm cho con cái mình á, là không phải nghĩa vụ đâu, mà là niềm vui. Và sau này nếu mà mình có không được báo đáp á, và mình cũng đừng có buồn, và mình cũng không trông chờ sự báo đáp của con cái. Nếu mà chúng ta mà cứ trông chờ sự báo đáp của con cái rồi phải bắt tụi nó có nghĩa vụ này cái vụ kia đó chúng ta đó, thì như vậy chúng ta chỉ có chuốc lấy phiền muộn và đau khổ thôi. Vậy phải hiểu cái đạo lý là không ai giống ai là một, thứ hai là cái nước mắt chảy xuôi chứ không có chảy ngược đâu. Thì như vậy cuộc sống này nó sẽ đỡ phải đau khổ hơn, ta sống hạnh phúc hơn. Thì khi về già đó, cũng không cần già đâu, ở tuổi này bắt đầu nó thấy dần rồi. Đó là khi mà mình đau ốm á, mình trông chờ vào ai? Chúng ta trông chờ vào con cái hả, để cho nó lo cho mình chứ gì. Có thể bạn sẽ thất vọng đó. Nằm trên giường bệnh quá lâu sẽ không có ai chăm sóc bạn đâu.
và nói rằng trông chờ vào bạn đời, nghĩa là vợ hay chồng cũng được thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi gọi là may mắn đâu. Có nhiều người cũng không được may mắn điều đó, cũng chẳng có ai lo đâu. Bởi vì tôi thấy có một cái trường hợp á, tôi có đứa cháu vợ thì Tết vừa rồi nó vừa bệnh, nó bị ốm đau làm sao đó không biết nữa, nó cấp cứu trên nơi mà vợ nó lo buôn bán chẳng có quan tâm, nó tưởng nó chết rồi. Cuối cùng hên sao cha mẹ về kịp, bên Mỹ nó về kịp chơi cho nên đưa nó vào cấp cứu và cứu sống kịp thời. Thì người vợ của đứa cháu nó dưỡng dưng nó thì nó tự lo đó chứ con nó buôn bán nữa. Đấy, nó tóm lại thì sao, thì bạn phải tự lo cho bản thân mình thôi. Lực bất tòng tâm. Và lúc này đó thì có một thứ mà bạn trông chờ vào và nó xếp cho bạn, đó là gì không biết không? Đó là đồng tiền đó thưa các bạn. Đấy, tiền có thể mua được những thứ như thế đấy. Cho nên nó tóm lại, tiền nó không quan trọng nhưng mà nó rất quan trọng là chỗ đó đấy. Cho nên tôi mới nói khi ở tuổi này đó thì chúng ta cũng không coi trọng quá đồng tiền, nhưng mà chúng ta phải thủ thân, chúng ta phải có tiền để phòng những lúc bệnh hoạn vậy nè, thì để chúng ta tự cứu lấy chúng ta bằng đồng tiền đó. Thật sự mà nói như bản thân tôi cũng vậy thôi, tôi không phải tích lũy số tiền để chi, để về già đó mình nằm một chỗ đi, hoặc là mình sống mình á, thì mình dùng số tiền đó đó để sau này mình sẽ lo cho bản thân mình khi ốm đau bệnh hoạn, hoặc là mình mướn người để lo cho mình, phải có tiền trả cho người ta chứ, không cần con cái, không cần ai hết. Nó hiếu thảo, nó lo lắng là tốt, nó không lo thì cũng chẳng phiền muộn làm gì. Nếu ta hiểu sớm đạo lý này đó thì chúng ta sẽ có một cuộc sống về già rất là khỏe khoắn và yên ổn, không làm phiền ai hết đó. Thì con cái nó chẳng trách mình nữa, ôi nằm ăn nằm về đó rồi phiền cho tôi quá đi. Đấy, rồi một thứ nữa thưa quý vị, đó là quý trọng những thứ hiện tại nha quý vị, nên quý trọng những thứ hiện tại. Ngay từ bây giờ đó chúng ta đã đang sống dần trong hiện tại, và cái hiện tại đó nhanh chóng trở thành quá khứ thôi. Thì nếu mà chúng ta ngồi chúng ta cứ tiếc nuối quá khứ hoài đó, là chúng ta coi như là phải coi lại đó, là chúng ta không biết sống cho hiện tại, cho nên chúng ta mới tiếc nuối quá khứ và mong chờ tương lai. Con người thì luôn luôn có niềm mong chờ mãnh liệt về những thứ chưa đạt, thì đó là ai cũng vậy thôi à. Đó là thói quen là cứ mơ tưởng những thứ chưa có đến. Tôi và tôi cũng vậy, tôi cũng đang mơ tưởng thứ chưa có đến, nhưng mà phải quý trọng hiện tại, phải làm những cái hiện tại cho nó tốt thì tự nhiên cái tương lai nó sẽ đến tốt thôi, và mình sẽ không có nuối tiếc quá khứ. Hạnh phúc là những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thì chúng ta cảm nhận và chúng ta bồi đắp nó hàng ngày thôi thưa vị, chứ không có đâu ra hết trơn, không có từ trên trời rơi xuống, không có ai mà cho mình nó hết. Phải nhớ điều đó. Và chúng ta luôn luôn có một tâm thái vui vẻ. Cái tâm thái này nghĩa là cái thần thái và cái tâm hồn luôn vui vẻ. Cuộc sống này thì nhiều người nghĩ rằng không có công bằng, nhưng mà theo tôi thấy cuộc sống vốn là công bằng thôi. Ai nghĩ sao cũng được, nhưng mà tôi thấy là công bằng chẳng có gì hết. Nếu mình biết đủ là đủ thôi. Và nếu người biết đủ thì luôn luôn cảm thấy hạnh phúc và công bằng à. Lấy việc tốt, làm những việc mà mang lại niềm vui cho người khác, bồi dưỡng những cái sở thích của cá nhân, thì mình sẽ thấy cuộc sống mình nó có nhiều màu sắc hơn, thay vì một cái màu ảm đạm mình nghĩ rằng ôi nó chẳng có gì công bằng hết. Cái tâm mình nó luôn luôn phải bình tĩnh đối mặt với mọi sự việc. Có nghĩa là có những chuyện này chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra, nhiều cái bực bội lắm, nhiều cái cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà bình tĩnh thôi. Bởi vì mình suy nghĩ nếu mình chẳng bình tĩnh thì cũng chẳng làm được cái gì, cứ coi kệ nó. Mình cứ nhớ câu nói người xưa đó thôi, cũng đành nhắm mắt đưa chân để coi tạo nó xây vần đến đâu. Cũng cái câu người ta nói bắt phong trần phải phong trần thôi. Thì hiểu như vậy thì cuộc sống này nó mới luôn vui vẻ khỏe mạnh, và mình sẽ không có bất bình bất mãn bất như ý được. Bát bất nó không có hoành hành mình. Thì cái nữa đó là tập cái cách sống đơn giản bình thường mới là thật. Nhiều người cứ thích sống kiểu cách sống trên mây,
quyền cao chức trọng thì hưởng được bổng lộc. Nhưng mình nên nhớ rằng là xung quanh mình á, cái người thường chiếm đa số. Nhà mình nó sống bình dân bình dị với bao nhiêu người, mình giàu có ư, mình hạnh phúc ư, mình tài hoa ư, mình giỏi giang ư. Nhưng mà mình đừng đem cái đó để mình đi làm cho mình đem so sánh, rồi mình tỏ ra mình luôn luôn là ngạo mạn, tự cao tự đại, coi người ta không có ra một cái gì hết. Rồi mình được quyền là mình đi ga tô với người khác. Có nhiều người không có giỏi giang tới đâu hết trơn mà cứ thích đi choảng người khác, thích đi ga tô với người khác, thích đi phá bỉnh người khác. Nhất là bây giờ trên mạng xã hội nó nhiều cái trò lắm. Cho nên mình phải tập sống luôn luôn là bình thường, bình dị, đơn giản. Và không nên có một cái sự tự ti. Và cũng càng nên không nên phân biệt thấp hèn, sang giàu. Mà mình xem rằng là phấn đấu để mà cống hiến. Thì khi mà ở cái tuổi mà bước vào trung niên rồi á, mình cảm thấy giống như mình đang hòa mình với thiên nhiên nhiều lắm rồi. Và mình thấy rằng cuộc sống này bon chen hay là đi so sánh, đi chửi bới, đi kiếm chuyện, rồi đi xen vào chuyện người khác, rồi thể hiện quan điểm nọ đồ á, thì nó chẳng có cái gì gọi là vui vẻ hết á. Thấy cái chuyện đó mình thấy nó buồn cười lắm. Cho nên ta nói rằng thật ra thì làm quan không bằng nhiều tiền, mà có tiền nhiều rồi không bằng sống lâu, mà sống lâu không bằng vui vẻ, mà vui vẻ là không bằng giải thoát và an ổn. Nói giải thoát thì mình nghe nó ghê gớm quá đúng không, nhưng mà chẳng có gì gọi là ghê gớm đâu. Giải thoát là giống như mình đưa mình ra khỏi những cái trạng thái như những người bình thường á. Mình nói mình sống bình thường giản dị nhưng thật sự không bình thường, là chỗ là mình luôn luôn giải thoát hàng ngày. Có nghĩa là giải thoát mình ra những cái tư tưởng ghen ăn tức ở, những cái tư tưởng nghĩ bậy rồi làm bậy, rồi những cái tư tưởng nói chung là mình cứ cho là mình sống lâu, mình lên lão làng, rồi mình chửi bới mấy người trẻ, mình thấy mấy người trẻ làm này nọ kia cái mình phê phán rồi nọ đồ, rồi mình đi bắt con cái với cái này cái kia, cháu chắc phải như vậy nọ, phiền. Cho nên mình càng lớn tuổi mình càng nên dễ dãi, nó không đúng, nhưng mình càng nên xếp mình lại, và mình càng nên sống một cách gọi là có vẻ nhìn vô thấy nó cô độc á, nhưng không phải đâu. Mình càng im lặng và mình càng sống quay vô nội tâm thì nó càng tốt hơn. Thì cho nên nó gọi là đơn giản bình dị là vậy. Mọi chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không đi, cho nó khỏe cái thân. Và nhiều người hỏi rằng ủa chị, niềm vui tìm đâu ra vậy trời? Niềm vui hả? Niềm vui đâu có gì đâu khó. Quý vị có thể lấy cái niềm vui là học tập. Ủa già còn học gì nữa? Không có đâu, học cả đời chứ không phải là mình nghĩ mình già rồi á, mình kiến thức mình là hữu hạn đó nha. Cho nên thường là phải tập đọc sách nè, đọc báo nè, lên mạng dùng máy tính để mà đọc này đọc nọ đọc kia ha. Đó. Rồi học bao nhiêu khi học đánh đờn nè, đánh cờ nè, học vẽ tranh nè. Học cái gì tùy mình thôi. Nhưng mà cái mà mình thích, mình muốn có thêm kiến thức. Nhưng mà đọc sách nó lợi lắm mà, nó rèn luyện cho trí não mình nó hoạt động, chứ đừng để cái não mình nó teo. Người già đó cứ khổ nổi, không chịu luyện não, không chịu đọc, không chịu thu nhận kiến thức mới. Cho nên nó sinh ra cái chuyện là bảo thủ nè, cố chấp nè. Rồi đâm ra là cứ đi giống như là mình thủ cụ bài tân á. Nói như vậy nó không có tốt. Cái nữa là mình tập vận động nè. Già chứ không phải vận động nhé. Ví dụ như bơi lội nè, khiêu vũ nè, tập thể dục nè. Rồi nói chung làm gì làm, miễn sao có vận động tay chân để mà cho nó tăng cường sức khỏe. Thì khi mà sức khỏe mình nó có thì cái tinh thần mình nó mới minh mẫn được. Rồi mình phải giải trí nữa chứ. Giải trí đây tôi không có khuyên quý vị là nên gọi là cặp bồ, cặp bịch, hay là đi gọi là ăn chơi nhậu nhẹt, rồi đàn núm với mấy em trẻ, cho đó là giải trí. Không phải. Giải trí đây là quý vị có thể đi tham gia các câu lạc bộ hát đờn ca tài tử nè, hoặc là bơi lội nè, hoặc là kết giao thêm bạn bè ha. Đó là tham gia mấy cái hội từ thiện này nọ rồi đó, mình làm những cái chuyện gọi là nó có lợi cho bản thân và cho người khác. Và ở tuổi này chúng ta càng phải kết bạn nhiều hơn.
tuổi này mà còn không có bạn bè đó thì coi như là phải coi lại, cuộc sống sẽ phong phú hơn nếu chúng ta có thêm những người bạn. Và nên tìm bạn thì mình cũng nên tìm những người nó cũng đồng lứa tuổi với mình, dễ thông cảm hơn. Chứ mình già, ví dụ như bốn mấy năm chục mình chơi với mấy đứa em đó mười mấy tuổi, 20 tuổi, mà nhất là khác giới nữa, mình nói là bạn của mình thì có vẻ coi nó hơi dị hợm đó nha. Đó thì bạn bè nó giúp cho mình có thêm cái cuộc sống nó đầy màu sắc hơn và bớt cô đơn hơn. Những người già sẽ an ủi lẫn nhau, sau này mình sẽ có nhiều bạn già cũng vui lắm đó. Rồi mình nói thêm một điều nữa đó, là muốn có được những cái niềm hạnh phúc nhất là trong gia đình đó, chúng ta cần phải có một cái công thức. Công thức để có được hạnh phúc của gia đình đó là gì? Đó chính là cái sự yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung thì nó mới ra hạnh phúc gia đình được. Yêu thương và tôn trọng là sao? Ví dụ mình nói về bạn đời của mình đi, thì phải tôn trọng chứ không có nghĩa tại mình già rồi mình sinh tật rồi mình có được quyền mình giống như mình gia trưởng là không được. Con cái cũng vậy nữa, mình cũng phải chia sẻ tụi nó, mình tôn trọng nó chứ không có nghĩ là mình lớn tuổi rồi là cha là mẹ là ông là bà được quyền quát nạt hay là chửi bới chúng nó một cách vô cớ, không có được. Mình phải tôn trọng nó như là những người bình đẳng vậy đó, chứ không có phải là mình lớn nói gì mình nói. Mình luôn luôn chia sẻ và quan tâm. Chia sẻ không có nghĩa là mình cứ xen vào cuộc sống của nó, không có. Chia sẻ là như thế này, đôi khi có những cái con cái đang trong những cái điều khó khăn, nó cần giúp đỡ thì mình phải cần giúp đỡ về mặt tinh thần hoặc vật chất. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy con cái nó khổ như thế này, nó vất vả như thế, nó cần tiền để làm ăn hay trang trải làm gì đó, mình có tiền mình cứ bo mình thủ, hoặc có nhiều người buồn cười lấy cái tiền đó đi làm từ thiện cho chùa nọ rồi, trong khi con cái nhà nó khổ gần chết, nó không có tiền để mà nó làm ăn hoặc nó mua nhà mở cửa, không giúp đỡ nó đi cho chùa đi cho tào lao. Cái chuyện đó tôi không có nói không phê phán, nhưng mà mình phải lo cho gia đình trước đã. Phật cũng dạy rồi, cứu ai, cứu những người thân chứ đi. Bản thân mình lo bản thân, gia đình mình trước, hạnh phúc trước đi rồi mới tới người ngoài, mới tha nhân được. Rồi cái nữa đó là phải bao dung, phải thấu hiểu mới được chứ. Cứ hỏi chuyện gì mình cứ lấy cái quyền mình làm cha làm mẹ, mình cứ lên mặt mình dạy đời không, mình chẳng có bao dung, mình chẳng có tha thứ gì hết cho chúng nó. Như vậy làm sao mà có hạnh phúc được, đúng không quý vị? Tại sao những người già đó con cái nó từ, rồi từ con cái làm chi vậy? Chuyện đó là không có nên. Rồi một cái điều nữa đó là chúng ta phải tập sống cho bản thân mình. Cái này có vẻ hơi ích kỷ hả? Nhưng mà không có ích kỷ đâu thưa quý vị. Không ích kỷ chút nào đâu. Nghe này có vẻ ích kỷ đó. Sống cho bản thân mình. Đúng. Nửa đời mình đã lo lắng cho mọi người rồi. Con cái lúc này cũng đã lớn rồi. Hơn nửa đời chứ phải nửa đời nữa. Và khi cái thời gian còn lại đó, thì mình nên sống cho bản thân mình đi. Bởi những gì mình cần làm mình đã làm hết rồi. Mình nên có cái cõi riêng của mình, sống thật vui vẻ, làm những cái việc mình muốn làm, hưởng thụ cuộc sống của mình. Và đừng nên quan tâm xen vào chuyện người khác quá nhiều. Và cũng càng không nên nghĩ những điều mà người khác nói về mình. Ở cái tuổi này thì mình thích đi chơi thì cứ đi, thích làm cái gì mình thích thì cứ làm, chứ đừng có nhào vô xen vào chuyện của con cái. Ơi giờ tao phải giữ con giữ cháu nè, rồi hoặc là có nhiều người á, con cái nó kêu qua Mỹ để mà giữ cháu cho nó, rồi giữ em bé nọ đồ, hoặc là đi cài để chi, để kiếm tiền gửi về cho con cái nó xây nhà xây cửa vân vân các thứ. Tôi thấy những người đó là người đau khổ vô cùng. Mình nói phải mình phê phán đó, người đó là đau khổ. Tự nhiên mình chối buộc, mình đặt cả đời mình lo cho nó rồi, bây giờ lo cho cháu nữa là làm sao. Rồi cuối cùng nó cầm tiền nó cho mình, nó chửi mình như là cái gì đó. Con cái nó thời nay nó cũng vậy đó, khổ lắm. Cho nên á, cha mẹ mà lớn tuổi hoặc là chúng ta lớn tuổi nè, thì cái tuổi mà chúng ta con cái trưởng thành, có con cái cháu rồi đó, càng xa thì nó càng tốt, tụi nó phải tự lo thôi. Có lẽ tụi nó trách mình á, ông bà ngoại thờ ơ không, mình sống cho mình cái đã. Tụi mày thì người ta nói một câu á, là người ta nói như thế này, cuộc đời á thì ai đẩy mới đưa. Mình đã đưa rồi thì bây giờ mày đẩy thì mày phải đưa thôi, chứ mất mới rồi tao phải đưa cho mày nữa, tao phải lo chuyện của tao nữa. Vậy mình phải nên để cho con cái độc lập,
chứ mình càng dính vào nó lo nhiều quá. Tôi thấy có nhiều người á, già 60-70 tuổi rồi mà con 30-40 tuổi rồi mà vẫn cứ nấu ăn rồi múc từng ngày, rửa từng cái chén, không cho nó làm cái gì hết, cuối cùng nó hư đấy. Cho nên phải thực lập thôi, cho nên sống cho bản thân đi quý vị ạ. Và đối mặt với đau khổ nha, bản thân mình ở tuổi này bắt đầu tràn ngập những đau khổ, mà cái đau khổ lớn nhất là bệnh hoạn và nhiều thứ lắm. Thì một cái điều đương nhiên là chúng ta phải chịu đựng thôi, chấp nhận vượt qua nỗi đau khổ đến cùng. Và dựa vào ai? Bản thân mình thôi. Và quan trọng là nếu như mà cuộc sống của mình ngay từ lúc bây giờ mình không chuẩn bị trước tinh thần như vậy đó, thì sau này mình đối mặt với những điều khó khăn đó, mình sẽ không vượt qua nổi đâu nha. Rồi mình bắt đầu trách trời, trách đất, trách con, trách cháu, trách tùm lum hết. Cho nên đau khổ nó bắt đầu nó dần dần đến chúng ta rồi đó. Mà cái bệnh là cái đau khổ lớn nhất đó nha. Và chúng ta sẽ học thêm một cái điều nữa khi cái tuổi này, đó là thuận theo tự nhiên. Nếu mà chúng ta đã dùng đủ mọi cách rồi mà không thể thay đổi được những điều trong hiện tại, ví dụ đơn giản như vậy đi, nghĩa là khi ở tuổi mà mình đã bắt đầu bước vào tuổi trung niên rồi, thì có nhiều điều bất bình bất mãn ghê gớm. Mình muốn thế này thế kia thế nọ, thay đổi cho đời mình nó tốt hơn, nhưng mà vì lý do gì đó mình không thể làm được. Ví dụ đơn giản tôi nói vậy đi nè, như bản thân tôi đi, tôi muốn có một cuộc sống riêng, một cái môi trường riêng để tôi làm việc, để tôi có thể làm những gì tôi yêu thích, nó theo ý muốn của tôi. Nhưng mà ngặt nỗi là mình không thể nào đạt được cái tội nguyện như vậy. Bởi vì vậy mình vì trách nhiệm mà mình phải sống chung với gia đình bên vợ, mình cũng phải lo cho bà mẹ vợ, lo cho thằng em nữa, học sống chung với thằng em nữa. Cho nên là nó đụng chạm nhiều thứ lắm, và mình bị cũng hạn chế nhiều cái thứ lắm. Nhưng mà rồi thì sao, cố gắng mãi không được thì sao, đang chấp nhận đó. Chấp nhận thôi thì biến những cái điều đó, trở lực đó cũng thành ra cũng thuận lợi theo cái gì hết, thuận theo. Thế thì sao cũng được. Và mình cũng chẳng lấy điều đó làm bất bình, làm gì. Tôi nói đơn giản như ngày xưa đó, khi tôi còn Việt Nam cũng vậy. Khi mà mình sống ở môi trường Việt Nam, những người biết mà, thì xung quanh nhà nó liền kề nhà, mình luôn luôn muốn có một cái phòng yên ổn để mà làm việc. Nhưng mà ác một cái á, xung quanh nó nuôi chó nè, rồi sớm lao động mà nó hát hò, nó chửi bới lung tung hết trơn. Mua những cái đồ về cách âm rồi mà vẫn bị bực mình chưa từng thấy luôn, cũng không thể yên ổn được. Nhưng rồi thôi kệ, thuận tự nhiên, kệ tới đâu làm tới đó. Những lúc nó chửi thôi mình dừng, chó sủa mình dừng, mình cắt, mình thâu âm xong mình cắt bỏ làm lại. Biết thì cũng bực mình rồi cũng bỏ qua thôi, rồi mọi chuyện nó cũng xong. Thì đó là sống tự nhiên là vậy đó thưa quý vị. Rồi bình thản đối mặt với cái sự ra đi, cái này mới là cái quan trọng cuối cùng nữa nè. Sinh lão bệnh tử đó là cái điều không ai có thể tránh khỏi đâu. Anh là quan quyền, là vua chúa hay là cái gì nữa, anh cũng phải đối mặt cái chết thôi. Và có một người không chấp nhận điều đó là Tần Thủy Hoàng, cuối cùng là cũng sao, ông ta cũng phải chết thôi đúng không? Không có thuốc trường sinh bất tử đâu, cho nên là không thể kháng cự. Do vậy thì phải chuẩn bị cho ngày ra đi. Cho nên mình muốn được ngày ra đi nó yên ổn á, thì mình phải học như thế này, phải học cái đạo lý của nhà Phật á, là thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, tứ hải khổ không, ngũ ấm vô ngã đấy. Và mình phải hiểu cuộc đời này nó giống như chơi thôi. Nếu mình coi nó là chơi thì nó là chơi, là đời là cõi tạm mà, không có gì thật đâu. Kể cả cái này cũng vậy, cho nên lúc nào mình cũng phải nghĩ tới chuyện thôi. Thế thì một ngày mình sẽ ra đi thì cứ đi thôi, sao đâu, và mỉm cười thôi, và đối diện nó một cách gọi là bình thản, nó có gì đâu quan trọng. Và quan trọng á, nhiều người không có bằng lòng tại vì họ không làm điều họ yêu thích, họ không có thử dục chi túc, họ không có hiểu cái giá trị của cuộc sống, nên cứ tham sân si nó tràn ngập,
có nhiều người già tới cỡ 80 tuổi, tôi thấy có nhiều vị lớn tuổi cỡ đó rồi đó. Mà tiền bạc cứ lúc nào cũng quan trọng, là bắt con cái phải cung cấp tiền, không có tiền đưa hàng tháng là bắt đầu là sân lên chửi bới sùm. Và lúc nào thủ tiền mà bo bên mình, đếm ngoài thiếu một chút là bắt đầu là la làng cự cãi lên. Đó, quan trọng tiền quá như vậy đó. Thì cho nên sao mà chấp nhận ra đi được. Tiền là vật ngoài thân mà còn quý vậy thì cái thân mình á còn quý đến cỡ nào nữa, đúng không? Thôi thì ngày hôm nay thì trước khi đi làm thì cũng muốn chia sẻ với những quý vị hữu duyên mình chút xíu như vậy thôi. Thì con người ta đó, nửa đời người rồi thì sẽ cảm nhận được những điều đơn giản về cuộc sống như vậy. Thì thôi thì chúng ta sẽ hết mình hưởng thụ cuộc sống của mình bằng cách là chúng ta phải nên chuẩn bị trước những gì cần chuẩn bị để chúng ta đi vào cái tuổi già đó, nó sẽ được yên ổn và sẽ được vui vẻ. Thôi xin nhắc lại, cái này là tôi chia sẻ cho những người giống như tôi nha, những người bắt đầu bước vào tuổi 40 chứ đi rồi đó, chứ không nói về những bạn trẻ đâu. Thôi xin mến chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào cái buổi khác vậy. Xin trân trọng.